Dạ vâng, Nobita xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì nhận như được một số lời mời của một số bạn khán thính giả thì có hỏi mình rằng là cái bẫy dầu trên máy lạnh là gì và vì sao phải nên sử dụng. Và các bạn có chia sẻ rằng là khi các bạn mà tháo điều hòa và lắp điều hòa lại thì thường đấy là thợ rất là ít khi thực hiện làm cái bẫy dầu, mà bẫy dầu như thế nào thì tùy là các bạn cũng chưa biết. Đó thì các bạn hỏi mình rằng là có bẫy dầu nó có chức năng và cái công năng của nó là làm gì và nó làm như thế nào. Đấy thì hôm nay thì mình sẽ làm video này để gửi đến các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ xin giải thích các bạn là bẫy dầu trên máy lạnh là gì và hoạt động như thế nào. Bẫy dầu ấy thì các bạn có thể hiểu là một cái đoạn ống đồng được uốn thành hình hai chữ U nối tiếp nhau hoặc hai chữ U ngược nhau và thường được đặt tại vị trí đường ga để bẫy dầu, không cho dầu dùng để bôi trơn, tức là cái dầu dùng để bôi trơn dàn nóng ấy. Thì thường nếu các bạn để cái đường ống ga thẳng lại thì nó sẽ theo ga về dàn lạnh và nó làm giảm cái hiệu năng trao đổi nhiệt và gây hư hại dành cho dàn lạnh. Thì các bạn có thể nhìn thấy là hai cái ống chữ U mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đây. Thì mục đích người ta để chế tạo cái bẫy dầu bằng cách đó là lấy một đoạn ống uốn thành đồng đường hồi ống to này, lắp giữa dàn nóng và dàn lạnh thành dạng cổ vịt. Mũi đầu ở rộng cổ vịt sẽ bịt kín đường hút. Lúc này thì máy hút nó sẽ tập trung toàn lực và dễ dàng hút dầu về. Và cứ mỗi một độ cao thì người ta sẽ uốn một cái, khoảng 3 mét thì uốn một cái. Thì nếu như là các thợ chuyên nghiệp ấy, thì các bạn là khi người ta căn cứ vào cái việc mà lắp đặt điều hòa của bạn giữa dàn nóng và dàn lạnh thì người ta sẽ căn cứ làm cái cổ vịt ở chỗ nào. Tiếp tục thì các bạn nhìn thấy ở trên sơ đồ đây thì mình có cho các bạn xem. Thì đây chính là một cái đường, ở đầu là đầu ga này, cộng dầu bôi trơn từ máy nén, tức là từ dàn nóng này, đi vào cái ống đồng của chúng ta. Và khi qua cái đầu cổ vịt này thì nó sẽ dầu, nó sẽ tách ra và đọng lại ở cái phần cổ vịt này. Và nó chỉ có ga mát, nó đi tới cái dàn lạnh thôi. Và cái vấn đề thứ hai là vì sao lại cần phải bẫy dầu trên máy lạnh? Thì sở dĩ là cần bẫy dầu là vì ở một số trường hợp có địa hình không thích hợp, bắt buộc là chúng ta phải lắp cục nóng điều hòa đặt ở cao hơn cục lạnh. Khi đó thì dầu máy động lại trên đường ống và chảy vào dàn lạnh, dẫn tới tình trạng là giảm hiệu năng trao đổi nhiệt tại dàn lạnh. Đồng thời tình trạng này làm giảm hiệu suất tuổi thọ của dàn lạnh. Đó là vì sao các bạn lại hỏi mình là phải làm cái ống bẫy dầu cho cái điều hòa là như vậy. Thì vì vậy là khi cái khoảng cách mà dàn nóng mà cao hơn dàn lạnh khoảng từ 3 mét trở lên thì thợ thường sẽ phải lắp đặt thêm hệ thống bẫy dầu để hạn chế cái tình trạng là thiếu dầu gây ra hỏng lốc do không thể hút dầu về. Nếu như các bạn mà biết cái tình trạng là lốc thì nó chạy là nó phải có cái lủ, cái đựng dầu của nó để nó bôi trơn. Và nếu mà lốc mà nó bị khô dầu thì nó hỏng nó chắc chắn, thì các bạn sẽ bị thay lốc rất là nhanh chóng và lốc nó kêu to, là cũng là phần như vậy. Tuy nhiên thì mình có một cái số lưu ý, đó là các bạn là khi lắp đặt bẫy dầu, đó chính là bẫy dầu điều hòa để các bạn thực chất chỉ làm cái câu đoạn trong cả một quá trình lắp đặt điều hòa. Vì thế nếu như bạn không có thời gian để tìm hiểu kiến thức thì tốt nhất là bạn nên hãy gọi những người thợ chuyên nghiệp. Tại vì cái vấn đề về ống đồng này nó rất là nhạy cảm, nó rất là có thể dễ gãy nếu như các bạn không có thao tác. Như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình ở đây thì có mô họa hai cái hình ảnh, đó chính là một cái dàn lạnh và một cái cục nóng ở phía dưới. Đó thì nó sẽ cái đường ống các bạn nhìn thấy nó sẽ khác biệt với cái hình ở bên tay phải, đó là một hình có bẫy dầu, đó là nó uốn cong hình cổ vịt để nó bẫy dầu. Ngoài ra ấy, thì do áp lực của một cái môi trường lạnh dầu nên là dầu có thể bị tách khỏi máy là gây tổn thất dầu này, máy nén nó sẽ hỏng nếu dầu bôi trơn bị ít đi này. Còn với cái đường ống nhỏ ngắn ấy thì dầu nó sẽ quay về máy nén trong một thời gian và phần ngưng động cũng nhỏ. Nhưng mà khi đường dài ấy, thì người ta sẽ phải bổ sung dầu và lắp đặt bộ tách dầu để nó không lưu chuyển xa, gây động dầu trên đường ống và thiết bị làm tăng trở lực. Cũng như khả năng cái lưu chuyển nhiều dầu quá nó sẽ thay đổi tính chất của môi trường chất, tăng áp suất nén. Thì các bạn có thể là nhìn ngay cái chỗ hình ảnh mà mình đã minh họa cho các bạn thì các bạn cũng đã hiểu một cái phần nào đó. Và cái việc mà khi các bạn lắp ấy, các bạn nên tùy cái vị trí lắp đặt của chúng ta thì chúng ta có thể yêu cầu là thợ là sẽ bổ sung hoặc là lắp theo những cái yêu cầu tùy theo những cái hiểu biết của chúng ta, hoặc là không thì chúng ta cứ hỏi thợ là cái cách nào là tốt nhất. Thì mình có thể là đưa ra một số ý kiến để cho thợ là có thể là họ sẽ lắp theo cái ý của mình để cho cái máy lạnh của các bạn là nó sẽ được hoạt động tốt hơn.
Thì trên đây và ngày hôm nay thì mình đã giải thích với các bạn về cái hiện tượng đó là một là máy lạnh nó bị kém lạnh là một này, với hai là lốc kêu to đó, và cũng giải thích cho các bạn xem cả cái vấn đề đó chính là các bạn hỏi về cái bẫy dầu ở trên điều hòa là như thế nào và tại sao lại phải cần nó. Thì trong video mình đã nói rõ rất rõ với các bạn rồi. Thì các bạn còn có thắc mắc gì hãy để lại bình luận các bạn bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.